Xin chào các em học sinh, thầy là Lê Hoàng Dũng, giáo viên trường Trung học cơ sở Thông Tây Hội. Rất vui và hân hạnh được đồng hành với các em trong tiết học lịch sử. Ở tiết học trước, chúng ta đã được tìm hiểu bài số 12 trong chủ đề 4 Đông Nam Á từ những thế kỷ tiếp giáp công nguyên đến thế kỷ thứ 10. Ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết nội dung còn lại của chủ đề 4, đó là bài số 13 Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỷ 10. Các em quan sát trên màn hình, chúng ta thấy nội dung phần 4 và phần 5 chính là nội dung mà chúng ta sẽ giải quyết trong tiết học ngày hôm nay. Nó chính là tiết 2 của chủ đề 4. Và tương đương với bài số 13 trong sách giáo khoa của các em, yêu cầu cần đạt phân tích được những tác động chính của quá trình giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á trong 10 thế kỷ đầu công nguyên. Và theo như hướng dẫn giảm tải của Bộ Giáo dục thì phần này là phần các em sẽ tự học ha. Tuy nhiên thầy vẫn sẽ hướng dẫn. Phần 4 là mã quá trình giao lưu thương mại. Các em chú ý câu hỏi trong mục giao lưu thương mại đã dẫn đến những thay đổi nào ở khu vực Đông Nam Á trong 10 thế kỷ đầu công nguyên. Như vậy để trả lời câu hỏi này thì các em sẽ đọc những thông tin kiến thức ở trong mục 1 và quan sát những cái tư liệu từ 13.1 đến 13.4, nhất là cái lược đồ. Các em quan sát trên màn hình, đây là lược đồ con đường thương mại trên vùng biển Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỷ thứ 10. Tuyến đường thương mại qua vùng biển Đông Nam Á. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến việc vùng biển Đông Nam Á trở thành tuyến đường quan trọng trên tuyến đường giao thương của thế giới vào những thế kỷ đầu công nguyên? Các em chú ý trên màn hình. Vào những thế kỷ đầu công nguyên, nhu cầu trao đổi hàng hóa giữa Trung Quốc, Ấn Độ và xa hơn nữa là Địa Trung Hải đã mở ra tuyến đường thương mại quan trọng trên vùng biển Đông Nam Á. Tức là chúng ta hiểu, từ Trung Quốc muốn đến Ấn Độ hoặc ngược lại từ Ấn Độ muốn đến Trung Quốc thì phải đi qua vùng biển của các nước Đông Nam Á. Xa hơn là vùng Địa Trung Hải cũng như thế. Chính từ điều đó, thuyền buôn của nhiều nước trên thế giới đã có mặt tại đây, mở ra quá trình giao lưu thương mại giữa Đông Nam Á với thế giới bên ngoài. Trên con đường giao thương qua vùng biển lúc bấy giờ, Đông Nam Á không chỉ là nơi cung cấp nước ngọt, lương thực cho những đoàn thuyền thương nhân, mà Đông Nam Á còn là nơi trao đổi những sản vật có giá trị như là hồ tiêu, đậu khấu, ngọc trai, san hô, đặc biệt là trầm hương ha các em ha, một mặt hàng có giá trị rất cao. Chính từ chỗ nằm trên tuyến đường giao thông quan trọng như thế, nên Đông Nam Á đã xuất hiện nhiều trung tâm buôn bán, trao đổi hàng hóa rất là nhộn nhịp, nổi tiếng như Ốc Eo thuộc Phù Nam, Palemban thuộc Sriwijaya hay là Trà Kiệu thuộc Champa. Chúng ta quan sát trên màn hình, các em sẽ thấy một số tư liệu hiện vật được tìm thấy ở Phù Nam. Đó là những đồng tiền của nhiều khu vực khác nhau trên thế giới được tìm thấy ở các cảng thị của Vương quốc Phù Nam, hay là những mảnh vàng thuộc văn hóa Ốc Eo tìm thấy ở di chỉ Gò Tháp, Đồng Tháp. Còn góc trái bên màn hình đó chính là gương đồng thời Hán Trung Quốc được tìm thấy ở di chỉ Ốc Eo, An Giang. Việc tìm thấy những tư liệu trên đã cho thấy Đông Nam Á lúc bấy giờ đã có hoạt động buôn bán và có sự hiện diện của những thương nhân nước ngoài. Để chốt lại kiến thức ở mục 4, các em sẽ ghi nhận những ý chính sau đây vào vở. Đầu công nguyên, nhu cầu trao đổi hàng hóa mở ra tuyến đường thương mại trên vùng biển Đông Nam Á. Đông Nam Á là nơi cung cấp nước ngọt, lương thực, đồng thời là nơi trao đổi những sản vật có giá trị. Từ đó, nhiều trung tâm buôn bán xuất hiện, có thể kể đến như Ốc Eo, Palemban, Trà Kiệu. Quá trình giao lưu thương mại đã tác động trực tiếp đến sự ra đời và phát triển của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á. Bên cạnh đó, quá trình giao lưu thương mại cũng thúc đẩy quá trình giao lưu văn hóa. Vậy, quá trình giao lưu văn hóa diễn ra như thế nào? Thầy mời các em tiếp tục ở nội dung phần 5. Ở mục này, các em chú ý có hai câu hỏi. Giao lưu văn hóa đã tác động như thế nào đến văn hóa Đông Nam Á? Đọc tư liệu 13.5 và cho biết nền văn hóa cổ đại nào ở châu Á có ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á. Đây là tư liệu 13.5, thầy đọc cho các em nghe. Nhà sư Nghĩa Tĩnh từ Trung Hoa đến Palemban năm 671, lưu lại ở đây nhiều năm để học tiếng Phạn và dịch kinh Phật. Ông còn kể rằng
ở Balemban có hàng ngàn nhà sư hành đạo và khuyên là nếu như có một nhà sư Trung Quốc nào muốn sang Ấn Độ thì trước hết hãy lưu lại đây vài năm để học hỏi rồi hẳn đi. Dẫn theo Lương Ninh, lịch sử Trung Đại. Như vậy, qua đoạn tư liệu trên thì rõ ràng chúng ta có thể thấy nền văn hóa Ấn Độ cổ đại đã có sự ảnh hưởng sâu sắc đến khu vực các nước Đông Nam Á. Theo con đường giao lưu thương mại, các nền văn hóa ngoài khu vực đã lan tỏa đến Đông Nam Á. Từ thế kỷ thứ 3 thì người Ấn Độ đã chiếm ưu thế trong buôn bán và truyền bá văn hóa Ấn Độ vào khu vực này. Có thể nói văn hóa Ấn Độ đã ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng ta có thể kể ra như tôn giáo, chữ viết, kiến trúc. Về tôn giáo thì Hindu giáo và Phật giáo nhanh chóng hòa quyện với tín ngưỡng bản địa và đã ảnh hưởng đến nền văn hóa của các vương quốc trong khu vực. Cụ thể như sau: Phù Nam, các vương quốc trên đảo Sumatra, đảo Java và vương quốc Bagan của người Miến thì chịu ảnh hưởng của Phật giáo. Trong khi đó, Hindu giáo thì khá phổ biến ở Champa và Chân Lạp. Cùng với tôn giáo thì chữ Phạn đã trở thành văn tự chính của nhiều vương quốc trong buổi đầu thành lập. Về sau thì các tộc người ở Đông Nam Á đã dần cải biến chữ Phạn thành chữ viết riêng như là chữ Chăm Cổ, chữ Khmer Cổ hay chữ Mã Lai Cổ. Về kiến trúc thì văn hóa Ấn Độ lan tỏa đến Đông Nam Á đã góp phần tạo nên một nền nghệ thuật độc đáo của khu vực. Chúng ta có thể kể đến đó là hai công trình kiến trúc tiêu biểu, khu đền tháp Mỹ Sơn và quần thể Borobudur. Trên màn hình các em đang thấy đó là di tích đền tháp Mỹ Sơn ở Quảng Nam Việt Nam chúng ta. Khu đền tháp Mỹ Sơn này thuộc Vương quốc Champa. Còn đây là quần thể kiến trúc Phật giáo Borobudur. Bên trái đó là chữ cổ Khmer khắc trên bia ở Kanda, Campuchia. Như vậy rõ ràng chúng ta có thể thấy là văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng rất sâu sắc đến các nước trong khu vực Đông Nam Á. Ở một năm này, quá trình giao lưu văn hóa các bạn sẽ ghi nhận những ý chính như sau. Văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực. Về tôn giáo thì Hindu giáo và Phật giáo hòa quyện với tín ngưỡng bản địa. Chữ viết tiếp thu chữ Phạn, về sau cải biến thành chữ viết riêng. Có thể kể đến như chữ Chăm Cổ, chữ Khmer Cổ, chữ Ma Lai Cổ. Về kiến trúc, khu đền tháp Mỹ Sơn và quần thể Borobudur. Như vậy các em có thể thấy Đông Nam Á nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, và quốc gia có ảnh hưởng sâu đậm đến khu vực đó là Ấn Độ. Cư dân Đông Nam Á đã tiếp thu văn hóa Ấn Độ một cách hòa bình trên cơ sở chủ động lựa chọn những yếu tố phù hợp trong quá trình lập quốc và phát triển, chủ yếu trong các lĩnh vực là tôn giáo, chữ viết, văn học và nghệ thuật. Để củng cố lại nội dung bài học, các em sẽ đến với phần luyện tập bao gồm có hai câu hỏi. Câu 1. Dựa vào lược đồ 13.4, em hãy mô tả con đường giao thương chính từ Ấn Độ và từ Trung Quốc đến Đông Nam Á. Câu 2. Nêu một ví dụ cho thấy sự sáng tạo của cư dân Đông Nam Á khi tiếp thu văn hóa Ấn Độ, thì các em có thể lấy cái thành tựu về chữ viết. Ở phần vận dụng câu số 3, dựa vào lược đồ 13.4, đối chiếu với bản đồ 12.1, em hãy cho biết con đường thương mại ở Đông Nam Á đi qua những vùng biển đại dương nào ngày nay. Như vậy, đây là kiến thức ở bài trước, ha, chúng ta hoàn toàn có thể trả lời được. Để hệ thống lại kiến thức bài học, thầy mời các em theo dõi sơ đồ tư duy ở trên màn hình. Bài học của chúng ta là về giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỷ 10. Sẽ có hai ý chính các em ha. Thứ nhất đó là giao lưu về thương mại, thứ hai là giao lưu về văn hóa. Do nhu cầu trao đổi về hàng hóa giữa các nước Trung Quốc, Ấn Độ và xa hơn là khu vực Địa Trung Hải đã dẫn đến việc mở ra con đường biển ở Đông Nam Á. Như vậy, trên cái tuyến đường đó, Đông Nam Á đóng vai trò là nơi cung cấp nước ngọt và lương thực, đồng thời cũng là nơi trao đổi những sản vật quý như trầm hương, hồ tiêu, đậu khấu, ngọc trai, san hô. Từ chỗ là những đoàn thuyền thương nhân qua lại rất nhiều thì đã dẫn đến chỗ là hình thành nên những trung tâm buôn bán nổi tiếng như là Ốc Eo, Balemban, Trà Kiệu. Về giao lưu văn hóa,
Từ chỗ quá trình giao lưu thương mại phát triển thì dẫn đến thúc đẩy đến quá trình giao lưu văn hóa. Và ở đây, văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng rất sâu sắc đến các nước trong khu vực. Về tôn giáo là Hindu và Phật giáo được du nhập. Về chữ viết thì cư dân Đông Nam Á đã tiếp thu chữ Phạn và trên cơ sở đó để cải biến thành chữ Chăm cổ, chữ Khmer cổ, chữ Mã Lai cổ. Về kiến trúc thể hiện rõ ở khu đình tháp Mỹ Sơn và quần thể Borobudur. Nội dung bài học đến đây là hết. Thầy cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các em ở chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt.